Chiều ngày 3 tháng 5, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ Võ Trần Tuấn Thanh khảo sát tình hình hỗ trợ nước, thăm hỏi động viên người dân hai xã Tân Phước Tây và Nhật Ninh, đây là hai địa phương trong huyện bị ảnh hưởng nặng do hạn xâm nhập mặn. Tại các nơi đến, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ thăm hỏi động viên cán bộ, lực lượng hỗ trợ nước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp sức của các tổ chức, mạnh thường quân cùng người dân vượt qua giai đoạn này. Đối với các địa phương, ông lưu ý các xã chủ động khắc phục khó khăn, bố trí sắp xếp hợp lý các điểm cấp nước công cộng để người dân thuận tiện lấy nước, đặc biệt quan tâm phân công lực lượng hỗ trợ những trường hợp người già neo đơn. Phối hợp với quân sự, với công an có những xe thồ nhỏ đó là đưa vô tận ở bên trong đó để cho người dân đủ cái nguồn nước để sử dụng, tạm thôi, vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi, chứ mình nói mà để cung cấp đầy đủ hết thì rất là khó. Đó, đầy đủ mà xuyên suốt nên là người dân cũng phải tiết kiệm, nhưng mà mình cũng phải nắm bắt đầy đủ hết cái sự thiếu nước của người dân đó, hỗ trợ kịp thời. Trong mùa khô hạn năm nay, huyện Tân Trụ có hơn 3.000 hộ dân thuộc các xã Bình Trình Đông, Tân Phước Tây, Đức Tân, Nhật Ninh bị ảnh hưởng. Huyện thực hiện nhiều giải pháp để đưa nước sạch đến với người dân. Trong đó, hàng ngày, huyện tiếp nhận khoảng 300 mét khối nước sạch từ các đơn vị mạnh thường quân để hỗ trợ kịp thời cho người dân.